anh ít nói lắm, không có thố lộ đâu, nhưng mà những cái hành động đó mình biết. Ví dụ đi đâu mua gì cũng về mua cho mẹ có, chứ không có nói ở ngữ con thương mẹ hay gì, không có. Gợi ý mẹ yêu quý của con. Con là con trai của mẹ nè. À, con cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn tình thương của mẹ đã dành cho con. Nhiều, bao nhiêu lần rồi mình thể hiện tình cảm với mẹ, hay là đây là lần đầu tiên? À, đây là lần đầu tiên rồi. Của chương trình Món Quà Bất Ngờ, và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta là một anh chàng khiếm thị. Tuy nhiên, bằng tất cả tài năng cũng như là nghị lực của mình, thì anh là một trong những nghệ sĩ piano khá là nổi tiếng hiện nay. Và thông qua chương trình Món Quà Bất Ngờ, anh sẽ mang đến một món quà dành cho mẹ của mình. Và đây chính là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào anh Đạt. Hôm nay thì anh Đạt muốn mang cái món quà bất ngờ đấy đến cho người thân nào của mình nè. Hôm nay thì anh sẽ dành tặng cho mẹ anh một món quà. Dạ, anh muốn dành món quà, đó là món quà gì? Chắc là một bữa ăn đơn giản thôi, nhưng mà chắc chứa nhiều tình cảm. Rồi, vậy bây giờ thì hai anh em mình sẽ cùng nhau đi chợ, sau đó là sẽ tổ chức một cái bữa ăn thật là đơn giản và mang một cái món quà rất là nhiều tình thương của anh dành đến cho mẹ mình ha. Thì hai anh mình đi. Ghê quá đi. Từ trước tới giờ thì đã bao giờ anh nấu một cái món ăn nào đó thật là đơn giản cho mẹ của mình chưa? Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ. Hôm nay anh muốn nấu món gì? Chắc là cà ri gà. Cà ri gà hả? Mẹ anh thích ăn nhất món đó hay sao? Đúng rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ đi chợ cho mình mua. Ngoài cà ri gà thì mình có muốn mua thêm gì không anh? Trái cây, ví dụ như có thích ăn món gì? Cái nào mà bên mềm thì mẹ ăn được. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi ạ? Hôm nay là cô 74 tuổi. 74 tuổi. Ngoài nấu một bữa ăn ra, anh có muốn tổ chức thêm một cái điều gì bất ngờ hơn cho mẹ không? Và anh sẽ đàn một bài cho mẹ nghe. Đàn một bài cho mẹ nghe hả? Một lát nữa hai nên mình sẽ thực hiện cái điều đấy cho cô ha. Đúng rồi. Nấu cà ri đi cô. Dạ, lấy cái đó đi cô. Dạ, cái đó thôi, chừng đó thôi. Cô chặt giùm con luôn cô. Anh có muốn mua trái cây gì không? Mua một bó hoa tặng mẹ. Mua một bó hoa về nữa hả? Đúng rồi. Mẹ anh thích nhất hoa gì, anh biết không? Hoa hồng. Hoa hồng hả? Nói chung là hoa thì mẹ anh hoa nào cũng được. Lúc đó là 2 tuổi rồi ba nó mất rồi. Cũng sanh ra rồi, tới 2 tuổi á thì nó mới bị bệnh ban. Đó, rồi mình cũng chạy chữa. Cũng nhiều thầy lắm mà không hết. Mà lúc đó thì mình cũng khó khăn, cho nên không có lên tới thành phố này. Tôi lên đây là sống với đứa con trai là tên là Diệp Quốc Đạt. Nó năm nay nó cũng là, nó sinh năm 1988. Con nghiệp của nó là nó đi dạy với nó đi đánh đàn, đàn piano. Thì lúc đó thì cũng như có một mình trong ngoài cũng có mình. Thành ra khó khăn mọi thứ hết. Nhưng mà mình cũng ráng vượt qua chứ sao giờ. Rồi nhờ đưa lên đây đó mình mới đỡ. Với nó mình thấy nó phát triển về cái học hành này kia nọ đó. Tại vì học ở dưới quê thì thấy cũng nó không có phát triển mấy. Rồi cho nên mình mới nhờ nhỏ em nó lên đây nó kiếm trường á. Rồi đưa nó vô học. Lúc đó là cô có kêu anh cùng ăn luôn không? Không, thì mình chỉ xin giấy mà cho nó vô trường vậy đó. Rồi mình gửi trong trường luôn. Trường nhận luôn, nuôi luôn vậy đó.
Rồi mình thỉnh thoảng là mình mới lên thăm. Thì cũng đi lên, đi xuống, lên xuống. Có khi tháng đi hai lần, nhớ quá đi hai lần. Rồi tới từ từ giảm. Tháng đi một lần. Ôi, đây là một con đường khá là dài. Hôm nay con trai đi mua đồ về nó ăn cho mẹ. Tới nhà rồi. Bữa nay nhà cô có nhà mà. Ý, con mới đi đâu rồi? Anh có chìa khóa không? Có, anh có đây. Dạ, em, đây. Ôi, không có ai nhà cả. Nên là bây giờ hai anh em mình sẽ thoải mái để chuẩn bị một bữa nhà nhỏ đây. Ở trong nhà toàn là đàn với hát không hả? Đúng rồi. Dạ. Vì không có chứ đàn thì nhiều. Dạ. Là từ nhỏ tới lớn lúc nào anh cùng ở với mẹ thôi hay sao? Đến khi anh đi học thì là anh ở với lại các bạn trong trường. Năm bao nhiêu tuổi là anh đi học? Anh đi từ năm 6 tuổi. 6 tuổi là bắt đầu đi học. Đó là đi học ở dưới quê trước. Xong rồi học ở dưới 2 năm. Xong sau đó là mới chuyển lên Sài Gòn. Đi học tiếp. Trong cái khoảng thời gian mà anh bị khiếm thị như thế này á, thì có bao giờ mà mẹ cảm thấy là anh cảm nhận được là mẹ đang rất là buồn hay là có lúc nào đó mà mình cảm thấy là hơi tủi không? Từ nhỏ tới giờ thì nó cũng quen rồi. Thì mẹ anh thì cũng hồi anh nghĩ chắc là có, nhưng mà giờ bây giờ cũng không biết sao. Vậy thì những lúc mà ở xa như vậy á, thì mẹ có hay gọi điện cho anh hay là anh sẽ gọi điện gì về cho mẹ không? Lâu lâu thì anh có gọi hỏi thăm, hỏi thăm sức khỏe. Có khi nào mẹ cảm thấy là chặn lòng bởi vì là lâu lâu anh mới gọi không? Ví dụ như em gọi hàng ngày luôn. Có, chắc có chứ, nhưng mà mẹ anh không có nói. Cái lúc mà ví dụ như là cô ở đây á, thì anh đi diễn có khi nào là anh về khuya mà khi đó là cô phải ngồi cô đợi hoài không? Cái đó là thường xuyên đấy. Tại vì mỗi một cái chỗ làm của anh thì nó cái lịch nó diễn khác nhau, giờ giấc cũng khác nhau, nên là có khi làm tới 12 giờ, khi còn hôm nào mà khuya lắm thì cũng khoảng 1 giờ. Mình có thể cảm nhận được như cái tình cảm của mẹ dành cho mình cũng rồi, cũng như là cái sự lo lắng đó nó nhiều như thế nào? Anh cảm nhận được điều đó. Bởi vì mình không thấy nhưng mà mình vẫn cảm nhận được là rất là thương mình, chăm lo cho mình. Từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi cả về quần áo rồi này kia này đó. Có khi nào trong cuộc sống mà khó khăn quá sau rồi mẹ sẽ làm một cái điểm tựa cho anh để anh chạy về nhà với mẹ rồi anh cảm thấy là anh có thể hồi phục lại cái tinh thần của mình không? Đúng rồi, không anh thì tại vì anh sống tự lập từ nhỏ này, nên là cái vấn đề này mà gọi là sao ta, khó khăn thì anh cũng không đến nỗi nói chung anh chưa biết được cũng không đến nỗi là phải về nó. Cũng thương nhưng mà cái trai mà đâu có phải nói như mình gái nhau. Trai nó ít nói lắm, không có thố lộ đâu, nhưng mà những cái hành động đó mình biết. Ví dụ đi đâu mua gì cũng về mua cho mẹ có, chứ không có nói ổng ngữ con thương mẹ hay gì, không có. Ít nói lắm. Ôi, mẹ già mẹ cứ ăn đi, mẹ đừng có ngờ tiện gì hết trơn á. Còn ăn được mà không ăn rồi tới chừng mà hết ăn được rồi lại cứ biểu ăn hoài sao ăn được. Mẹ cứ ăn được thì mẹ cứ ăn đi. Vì anh cũng ít có gần mẹ lắm. Tại vì đi học cho đến giờ thì là anh ở trường xong rồi ra ngoài đi làm. Thì lúc đó là cũng ở một mình ấy. Xong rồi cái thời gian gần đây thì mẹ anh mới lên. Nên mẹ cũng hai mẹ con cũng không có thường gần. Lúc mà còn nhỏ đó, nó còn nhỏ
thì có khi ở đi học ở trường rồi rước về cái sáng khuya tôi đi chợ bán, rồi đó là cỡ chừng 8 giờ là ông ngoại ẩm ra, ông ngoại dẫn ra rồi cái không chịu về, chịu theo ông ngoại về, cái rồi tới chừng mà mình dọn về đó là gánh đồ đầu. Nó vậy, nó khoái lắm, nó mừng, nó cười. Hai mẹ con vui lắm, nó gọi là cảnh đó đó. Thì sáng là 5 giờ dậy. Dậy xong rồi là pha cà phê rồi cho nó rồi lo ăn sáng. Rồi cái đi chợ, nấu cơm mẹ cho nó đem theo. Nên lại tới chỗ làm á. Rồi tới chiều nấu một bữa chiều, tại mà bà ngoại mất rồi thấy nhà của mình thôi kệ, lên đây là coi cho mình có đi làm gì phụ nó không, cho mà có nhà có cửa vậy đó. Vậy lên thì cũng đi làm cho người ta cũng bao thời gian vậy đó, rồi nghỉ ở nhà luôn tới giờ. Rồi về dưới mình kiếm mình mua bán rồi sinh nhai chứ đâu có được ở không, rồi nuôi mẹ già nữa. Có bà ngoại ở của mình đó, mình phải về. Rồi, bây giờ anh đi vô rửa. Rửa đồ nha. Rửa chết cây. Để anh mình dám rửa. Không sao đâu, cho mất hôn mà. Cảm ơn chết vậy. Khi mà mẹ xem lại những cái cảnh này thì mẹ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc đây. Và đây em mở nước cho. Ý mẹ yêu quý của con. Con là con trai của mẹ nè. Hôm nay con muốn viết thư để gửi lời cảm ơn đến mẹ. Suốt trong thời gian dài đã chăm sóc cho con, theo dõi những bước đi của con hàng ngày. Con biết là những lúc mà con đi làm về muộn thì mẹ vẫn là người chờ đợi và lo lắng cho con. Dù con không thấy nhưng con vẫn biết điều đó. Con cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn tình thương của mẹ đã dành cho con. Và mong mẹ sống lâu hơn lâu để ở bên cạnh con. Cũng mong mẹ luôn mạnh khỏe để nhìn thấy con trưởng thành mỗi ngày. Con yêu mẹ rất nhiều. Lên thì nhớ rồi chị, nó cũng khóc, mình cũng khóc không. Không có gì, mình anh thấy con mình tội nghiệp á. Nhiều khi mấy người ta ăn hiếp á, mấy đứa nó ăn hiếp á, cái con đòi nghỉ học. Nó nói thôi con ơi, ráng học đi. Nếu mình không có ráng học á thì con đi bán vé số à. Nó cũng sợ lắm, nó sợ rồi lớp mấy đứa nó nữa, ăn hiếp dữ lắm. Nhiều bao nhiêu lần rồi mình thể hiện tình cảm với mẹ, hay là đây là lần đầu tiên? Đây là lần đầu tiên rồi. Hôm nay con có làm một cái có một món quà, là làm một cái bữa ăn đơn giản để dành tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật hôm nay. Vui quá vậy. là cái mà từ xưa giờ là con chưa có làm, con ngồi xuống cũng chưa có, trong này thì cũng con cũng không có làm gì được nhiều, nhưng mà cũng là tình cảm mẹ. Hôm nay vui quá.
Thế bây giờ có bao giờ mà anh đã làm gì chưa cô? À, chưa. Hôm nay ngạc nhiên ghê à, hả? Cô có điều gì mà muốn chia sẻ về cậu bạn trai này của mình không? Hôm nay thấy vậy là vui lên dữ lắm rồi. Nói như chưa từng ạ. Anh có muốn có một cái hành động nhỏ nào đó thể hiện tình cảm với mẹ bằng cách là quay sang ôm mẹ hay là ôm hôn mẹ gì đó? Không, anh thì thường cũng không có thể hiện ở ngoài nhiều đâu. Chủ yếu là anh biết là anh thương mẹ thôi, chứ còn thể hiện bằng cử chỉ thì là không. Từ trước tới giờ ngoài cái công việc là đi làm hàng ngày để có thể chăm sóc cho gia đình thì cái điều gì mà của anh mà khiến cho cô tự hào nhất không? Thấy nó lên người tự hào nhất rồi. Trước tiên là mong muốn cho nó có cái nhà, hai nữa là nó lập gia đình. Mong muốn hai cái đó để mà bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi, cô cũng biết mà mỗi lúc mà trăm tuổi không có, nó không chưa có vợ ra mình cũng buồn. Ước mong vậy đó, ước mong cho nó có gia đình đàng hoàng. Nó thì nó cũng có hiếu lắm, nhưng mà nói thì ít nói với mẹ lắm. Nhưng điều thứ hai nữa là muốn cho nó mà được cho gắn được cái kiến trong mắt của nó đó là mừng. Có người thì người ta cũng hứa giúp đỡ vậy đó, nhưng mà gắn cái kiến nó đó là mấy chục lần. Dạ. Thì cũng ước mong người ta nói tháng 4 này, người ta hứa tháng 4 này người ta về. Nhưng mà không có dịch đó thì người ta về, người ta giúp mình. Còn người ta có dịch là người ta không về được. Cũng giấy trời giấy Phật cho mà đừng có dịch nữa, người ta về người giúp mình. Gắn cái kiến cho nó. Mà đều thấy là có 10 năm chứ không được lâu. Ngày hôm nay tôi thấy nó mà nó biết vậy thì tôi cũng mừng. Nhưng mà nó cũng biết chứ không phải nó không biết, mà ít nói. Mặt cá ấy không nói đâu. Cô có lo là sau này khi mà cô lớn tuổi rồi thì ai sẽ là người ở bên cạnh ảnh lúc mà ảnh lớn hơn không, khi mà không còn cô bên cạnh đó? Thì cũng có chị, còn người chị, nhưng mà thảo nhiều khi nó ở xa đó thì nó cũng có chăm được, chứ còn ở gần thì cũng chị em nó cũng chăm thấp với nhau được. Hôm nay sẽ ảnh sẽ tặng cho mẹ một bài hát. Nói gì?
có một cái bức thư dành tặng cho mẹ. Thì đây, nè, mẹ làm rồi đọc nha. Cô đọc cho mẹ, cô đọc không được. Dạ, con sẽ thay mặt cho anh để đọc lá thư này cho cô nha. Gửi mẹ yêu quý của con là con trai của mẹ nè. Hôm nay, con muốn viết lá thư này để gửi lời cảm ơn đến mẹ. Trong suốt khoảng thời gian con trưởng thành, mẹ đã luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho con. Có những ngày con đi diễn về khuya, con biết mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều. Mặc dù con không nhìn thấy, nhưng con có thể hiểu hết tất cả tình thương của mẹ dành cho con. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, để nhìn thấy hình ảnh của con trai mẹ trưởng thành từng ngày. Con yêu mẹ rất nhiều, con trai của mẹ. À, cảm ơn em. Em chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe để bên cạnh con, để sống với con. Ngày hôm nay là con biết về, con nói lên cái lời nói như vậy cho mẹ biết. Thì mẹ rất là thương con. Mẹ cầu mong con được gặp bạn tốt đến con, để mà sống mà trong cuộc đời con. Dạ, cảm ơn mẹ nhiều. Con cũng hy vọng là